chủ trinh đáng giá ngàn vàng. Đó là một quan điểm của tiền nhân của các nền văn hóa trước chúng ta. Chúng ta là nền văn hóa kế thừa. Mà chủ trinh là gì mà nó đắt tiền đến như vậy các anh chị? Ngàn vàng. Ngàn vàng ở đây không phải là ngàn lượng vàng, mà người ta một khái niệm nói chung là có giá trị, có giá trị, chứ không phải là 1.000 lượng vàng. Thế nhưng so với thời đại của chúng ta bây giờ, cái ngàn vàng ấy, chữ trinh ấy không là gì cả, do so với chữ của nhà quan, chữ của nhà quan, chữ của nhà quan bây giờ đáng giá ngàn tỷ đồng, hàng ngàn tỷ đồng. Nói có sách mách có chứng. Thí dụ như ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, chỉ sửa vài chữ trong dự thảo điện tái tạo thôi mà đã làm lợi cho tập đoàn Trung Nam hàng ngàn tỷ đồng, và tất nhiên thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho nhà nước, và hàng ngàn tỷ đồng đó sẽ được phân bổ vào giá điện. Tôi và các anh chị, tôi và chúng ta sẽ chịu thiệt hại bởi vài chữ của ông Thứ trưởng mà thôi. Như vậy tội của ông phải xử như thế nào cho xứng đáng đây? Hàng chi người ta đua nhau làm quan, tìm mọi cách để làm quan. Chữ nghĩa thánh hiền bây giờ như thế nào? Các nhà thơ làm thơ, các anh chị ra ngoài nhà sách xem coi họ bán thơ của họ được bao nhiêu tiền. Các nhà văn viết ra một quyển sách biết bao nhiêu tâm huyết, bán được bao nhiêu tiền được các anh chị? Và trong khi nó mang lại những giá trị nghìn năm. Còn nhà quan thì thôi, chỉ cần viết vài chữ ra, sửa đổi vài chữ là có hàng ngàn tỷ đồng. Thật là vô lý. Những tên quan tham thì hưởng bổng lộc như vậy, còn những trí thức chân chính vui mài kinh sử, dắt óc ra làm thơ, dắt óc ra viết văn thì không được bao nhiêu tiền cả. Và kể cả những giá trị của xã hội cũng không tương xứng, phải không? Tức là trong thời gian ông Hoàng Quốc Vượng làm Thứ trưởng Bộ Công Thương đã được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, và ông được giao nhiệm vụ dự thảo quyết định số 13/2020 của Thủ tướng về cơ chế chính sách đặc thù. Theo cơ chế chính sách đặc thù thì các dự án điện mặt trời nối lưới và hạ tầng đấu nối công suất 2.000 MW đã được chính phủ chấp thuận triển khai sẽ được hưởng chính sách giá điện theo quyết định 11/2017 đến hết năm 2020. Đây là các dự án được phê duyệt bổ sung quy hoạch trước ngày 31 tháng 8 năm 2018. Có nghĩa là chính sách đặc thù ở đây cho một cái giá đặc biệt nhằm nâng đỡ nhà đầu tư ban đầu. Điều kiện quyết định của nó là các dự án này phải được Thủ tướng phê duyệt trước ngày 31 tháng 8 năm 2018. Còn sau ngày 31 tháng 8 2018 thì một cái giá khác, không còn giá ưu đãi nữa theo giá thị trường. Tuy nhiên ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã sửa vài chữ trong đó thôi. Ông Hoàng Quốc Vượng đã chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo dự thảo quyết định của Thủ tướng theo hướng mở rộng các diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi thành các dự án điện mặt trời đấu nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp. Như vậy quyết định của Thủ tướng là gì? Chỉ đạo của Thủ tướng là các dự án điện năng lượng tái tạo đã được Thủ tướng phê duyệt trước 31 tháng 8 thì ông Hoàng Quốc Vượng này táo gan sửa cả ý Thủ tướng thành là các dự án điện lực năng lượng tái tạo nói chung đã có trong kế hoạch, tức là những cái dự án điện đã có trong kế hoạch mà chưa triển khai, mà Thủ tướng chưa phê duyệt đó, thì không được hưởng ưu đãi. Nhưng ông đưa tất cả vào đó, và từ đó nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi, trong doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất là Trung Nam, được gần 1.000 tỷ đồng thưa các anh chị. Chỉ sửa về câu chữ đó thôi, nhưng Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã tạo cơ chế cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam, Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 US cent trên kWh thay vì 7,09 US cent trên km giờ. Và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ chỗ này đã thanh toán cho nhà máy điện Trung Nam, Thuận Nam tổng cộng 3.122 tỷ đồng để mua hơn 1,3 triệu kWh với giá 9,35 USD. Chỉ sửa chừng bao nhiêu đó thôi thì đã gây thất thoát 937 tỷ đồng cho nhà nước
và như chúng tôi nói, giá điện sẽ được phân phối từ cơ cấu giá thành phải không? Giá thành được kê khống như thế, ăn gian như thế, thì người chịu thiệt cuối cùng không phải là EVN mà chính là chúng ta. Chúng ta là những người phải đóng tiền điện tăng cao hơn, bởi cơ cấu giá tiền nó là cơ cấu giá thành điện nó từ nguồn như vậy. Tức là các quan chức họ sẵn sàng vì lợi ích riêng mà làm thiệt hại cho nhà nước và cho nhân dân. Còn họ được bao nhiêu trong phần đó chúng ta không biết. Ông Hoàng Quốc Vượng chỉ chữa vài chữ thôi mà đã làm lợi cho một doanh nghiệp thôi hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể các doanh nghiệp khác chúng ta chưa biết, cơ quan điều tra chưa đề cập đến. Như vậy chữ Trinh nào có nghĩa lý gì do so với chữ nhà quan ngày nay phải không, thưa các anh chị? Thế rồi những nơi khác thì sao? Những nơi khác thì sao? Việc ôi cũng vậy, cái xuyên Việt á, chỉ sửa vài chữ thôi là mang lợi cho bà Mai Thiện Hạnh công chúa bao nhiêu tiền. Hay là Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long cũng chỉ sửa vài chữ thôi mà gây thiệt hại bao nhiêu cho nhà nước, gây tan thương cho đất nước này, trong khi ông được bao nhiêu tiền, 2 lần tiền, 3 lần tiền, mỗi lần 1 triệu đô la. Đấy, ông Chu Ngọc Anh cũng vậy, cũng chỉ sửa vài thôi chữ thôi mà được bao nhiêu tiền, 200.000 đô la, tới cảm ơn và ném vào kho. Rồi những đồng chí khác cũng vậy, bao nhiêu tiền. Rồi chuyến bay giải cứu mang đậm chất nhân văn từ chủ trương của đảng nhà nước cho đến việc thực thi của chính phủ và các bộ, chuyến bay giải cứu sửa thành chuyến bay combo, chỉ thay đổi một chữ phía sau thôi, chuyến bay giải cứu thành chuyến bay combo, đã gây thiệt hại cho người dân và sự tan thương đổ vỡ niềm tin như thế nào và mang lợi cho rất nhiều người như thế nào. Như vậy mà rõ ràng rằng chữ Trinh của ngày xưa đáng giá ngàn vàng không có ý nghĩa gì cả so với chữ nhà quan đáng giá hàng ngàn tỷ đồng. Xin cảm ơn các anh chị.